Thực sự là lâu lắm rồi mới gặp một cái quán lẩu bò ngon từ nước lẩu cho đến topping. Các món ngon từ bò, đặc biệt là lẩu bò mà còn có lẩu một người nữa. Topping đa dạng từ thịt, lòng, bắp nạm, chấm cùng với lại chao được pha ngọt đúng cái kiểu mà Phú thích vô cùng luôn. Mà tôi lại ưng toàn tập với lại chiếc quán theo kiểu Sài Gòn Tân Thời ở khu Vành Đai trong Bình Tân. Tối nay thì ngoài trời mưa lất phất, tôi chọn chiếc view ban công không thể xịn hơn. Phú gọi một phần gân bò sa tế mà nem vừa ngon lại vừa thấm nữa, ăn sực sực nó đã cái miệng gì đâu á. Năm đứa được rửa mà uống trà sữa ăn lẩu bò có cái gì hợm không? Tại trà sữa quán này ngon mà. Xếp lòng bò hầm xuyên tiêu mà dồi khăn lông sụn phèo nấu cùng với lại táo tàu và kỹ tưởng nó thiệt là tim mình tối nay ai cũng khen ngon. Đặc biệt ấn tượng với lại set bò cuốn bánh tráng mà còn có lá cốc, lá xôi nhái ăn cùng với lại các loại rau quen thuộc rồi cuộn cùng khế chua, chuối chát, xoài khóm, dưa leo cùng với bún bánh tráng rồi chấm với lại chén nước chấm, ta nói nó đã mà cái chuyện ai kéo dài luôn. Nhìn miếng thịt bắp mà quán chọn miếng nào miếng nấy to bự ăn nó đã gì đâu á. Phút đi 5 người chỉ cần gọi thêm một cái lẩu thập cẩm size trung bình mà chỉ có 250 mà có khá nhiều thịt bò luôn, thêm gân đuôi bò, khoai môn, đậu hũ ăn cùng với lại bún và tàu hủ kỳ. Với Phúc thì lẩu bò ở đây vừa ngon mà thực sự chất lượng, cho nên ai thích lẩu ngon vị thanh không nồng ít gia vị đậm mùi thì nên nốt lại ngay quán này nè. Phần lẩu bò còn có kèm theo các loại rau như là cải thảo, rau má, cải xanh, mồng tơi mà các bạn nên cân nhắc gọi lẩu nhỏ là vừa ăn nha. Quán còn có lẩu đuôi bò, lẩu thịt thập cẩm hay là lẩu lòng bắp bò, có thể gọi thêm tủy ốc cùng các món nhúng lẩu để ăn thêm rất là chất lượng luôn. Quán này có tên là lẩu bò giáo sĩ, nằm đối diện qua nhà thờ Thánh Phaolô ngay ngã tư giao Vành Đai Trong và đường số 7 nha. Địa chỉ thì Phúc để trên màn hình cho các bạn tham khảo nha.